Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng thất huyết đồng Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang âm trí ngoại Tác giả Nhĩ Căn chương 390 Bộ quang tộc nhãn Bên ngoài quỷ thuyền, là một mảnh đen ngòm không có bất kỳ tia sáng nào chỉ có vô tận âm lãnh và băng hàn trong đó chỉ có bóng tối tràn ngập khắp bát phương thông qua những gì mà cây bóng cảm nhận hứa thanh nhìn qua hư vô giống như là u minh ở bên ngoài quỷ thuyền hắn chợt nhớ tới chuyện vô cùng khủng bố mà vô số tu sĩ nói khi trúc cơ vào một khắc khi tu sĩ bắt đầu trúc cơ bọn họ tựa như là đốt sáng ngọn đèn mệnh đăng của bản thân lên sau đó sẽ thu hút tới một số tồn tại trong một cái thế giới khác Mà tiểu ách bà lúc trước cũng đã thất bại ở ngay cái cửa ải này Còn bị đoạt xá một nửa Nếu không có hứa thanh Sợ là đã hoàn toàn bị diệt vong Mà cái u minh bên ngoài quỷ thuyền này Châu hứa thanh cảm giác giống như chính là cái thế giới kia vậy Trong khi hứa thanh như có điều suy nghĩ Thời gian trôi qua khi ở nơi này cũng không phải rất rõ ràng Tựa hồ chỉ là một cái trước mắt lại tựa hồ đã rất lâu rồi cho đến khi có một mảnh ánh sáng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện ở trong bóng tối tia sáng này mang tôi cảm giác cực nóng một khắc xuất hiện liền khói tán vạn trường xé rách bóng tối đồng thời cũng xé rách mảnh thế giới u minh này chiếu ra một mảnh sa mạc với tia sáng chói mắt trong khoảnh khắc tiếp theo quỷ thuyền trực tiếp nhảy vào bên trong một mảnh sa mạc mà ngay sau khi xuyên thẳng qua quỷ thuyền liền biến mất Tất cả mọi người ở trên thuyền Cũng lập tức cảm nhận được Mình đang bị rơi xuống dưới Có thể mở mắt ra Theo giọng nói của từ huyền tượng tiên truyền đến Đệ tử của Lê Minh Bát Tông Đồng loạt mở mắt ra Chiếu vào trong ánh mắt của bọn họ Rõ ràng là một mảnh sa mạc bốc cháy Sa mạc đang bốc cháy Như cũng một biển lửa vô tận tràn ngập bát phương Bầu trời cũng bởi vậy mà vặn vẹo Chỉ có một cái mặt trời đỏ ở trên cao Tràn ra từng luồng nhiệt cao kinh người nếu so với mặt trời nơi đây với mặt trời mà hương thanh đã từng nhìn thấy ở ngánh hoàng châu vậy mặt trời ở nơi đây càng thêm rõ ràng càng thêm khổng lồ giống như mặt trời mọc ở ngay phía trên của mảnh sa mạc này vậy hay nói là cái mảnh sa mạc này là một khu vực ở rất gần mặt trời quỷ thuyền không cách nào tồn tại ở nơi này cho nên vừa xuất hiện liền tiêu tán thế nên mọi người mới tự động rơi xuống nhưng rất nhanh theo tử huyền vất tay Chiếc phi thuyền giống như thường lòng lại xuất hiện Để cho tất cả mọi người đồng loạt rơi vào trong đó Trong khi dưới ánh nóng mặt trời Phi thuyền xuyên thẳng qua sa mạc như miền lửa Nhanh chóng bay về phía trước Về phần những người khách khác ở trên quỷ thuyền Bọn họ cũng đều tự có phương pháp của riêng mình ai vị chấp kiếm già kia sau khi ra ngoài liền lấy giả pháp khí tương tự như là cây mũ Cũng không phải bay lên không trung Mà là chui vào trong lòng đất biến mất không còn thấy tung tích gì nữa. Đây là một đoạn lộ trình cuối cùng. Sau khi phi hành 3 tháng trong sa mạc này, chúng ta sẽ đến được khu vực quận đô của phong hải quận. Trên phi thuyền, từ huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng. Dưới ánh nắng chói chang giọng nói như nước suối của từ huyền thượng tiên vang lên, khiến cho tâm thần của tất cả mọi người thông thả hơn không ít. Hứa thanh thở sâu, trong mắt lộ ra kỳ quang. Mặc dù đoạn đường này hắn đã trải qua khá nhiều thứ Nhưng hắn thấy phiến thế giới này vẫn còn có thêm rất nhiều điều kỳ dị hơn nữa Loại cảm giác tăng thêm kiến thức này Là thứ mà ngân Hoàng Châu không cách nào cho được Thế giới mênh mông Hình như chỉ mới mở cửa ra được một góc với hắn Mà trong sa mạc này cũng có dị tộc sinh tồn Nửa tháng sau Theo phi thuyền đi về phía trước Cả vùng sa mạc trần ngập hỏa diễm Bỗng hiện ra một khu vực bị dập tắt sau khi hỏa diễm ở chỗ đó biến mất bên trên liền tràn ra rất nhiều khói xanh dưới những đám khói xanh thướt tha bay lên không bên dưới lại tạo thành từng đường nét hình người mặc dù rất mơ hồ nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái bên trong có nam có nữ có già có trẻ tưởng như là một cái tộc quần đang hoạt động bình thường bắt đầu cuộc sống hàng ngày nhất là nơi có khói xanh nồng đậm thậm chí còn tạo thành đường nét của một cái thành trì Cảnh tượng này cũng khiến cho hứa thanh cảm thấy không thể nào tưởng tượng được. Phần lớn những người khác cũng đều cảm thấy như thế. Chỉ có đội trưởng là có bộ dáng như đã nhìn quen rồi. Dưới đám người bọn hắn nhìn chăm chú, lục những đám sương mù hình thành tộc quân, cũng có không ít bóng người do khói xanh biến thành gần đầu lên, nhìn qua phi thuyền ở trên bầu trời. Một màn này khiến cho thần sắc của từ huyền tự tiên trở nên nghiêm nghị. Đây cũng là lần đầu tiên khi nàng gặp phải ngoại tộc liên động thân nàng bay ra bên ngoài phi thuyền đứng ở giữa không trung cúi đầu về tòa thành do sương mù hình thành ở bên dưới tu sĩ nhân tộc ngách hoàng châu hộ tống chấp kiếm giả của tông chúng ta đi đến quận đô mượn đường qua đây mong rằng đạo hữu yên biểu tộc thứ lỗi sau khi tử huyền tự tiên chấp tay người thành cũng tương tự chấp tay tiếp theo là các đệ tử tất cả đều ngước trọng cúi đầu về phía mặt đất sương mù ở phía dưới cuộn trào hiện ra rất nhiều bóng người Bọn họ nhìn qua phi thuyền giống như đang trầm ngâm, nhưng rất nhanh liền chấp tay đáp lễ lại. Hai bên bình an vô sự. Đến lúc này tử huyền tự tiên mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đây là yên miểu tộc, cũng là tộc quần khó chơi nhất ở trên con đường này. Bọn họ không quan tâm tới tuyệt đại đa số tông môn của nhân tộc, nhưng vẫn khá kính sợ chấp kiếm giả. Bộ tộc này sinh ra khi mặt trời đã khuất, là những ám sát giả trời sinh thân ảnh của bọn họ có thể dung nhập vào bên trong tất cả khí thức vô cùng quỷ dị về sau các ngươi gặp phải nhất định phải vô cùng cẩn thận không nên tùy tiện trở mặt tận hết khả năng kết thiện duyên với họ từ huyền thượng tiên dặn dò hứa thành gật đầu nhìn qua tòa thành sương mù ở bên dưới mặt đất phía sau một mực nhớ kỹ đặc điểm của bộ tộc này mà lộ trình sau đó của đoàn người hứa thành cũng gặp phải không ít các loại tộc quần hiếm lạ cổ quái ở trong sa mạc cho đến một tháng sau Khi mà màu sắc của sa mạc có chỗ thay đổi Không còn là vàng đỏ nữa Mà trầm rãi kết tinh Từ đó liền hình thành hiệu ứng ánh sáng phản chiếu Ánh sáng đủ loại màu sắc giao thoa cùng một chỗ Mặc dù rất rực rỡ tươi đẹp Nhưng cũng vô cùng trói mắt Nếu như người nào tu vi không đủ nhìn quá lâu Cũng có thể sẽ bị mù Mà phi thuyền chạy nhanh giữa thiên địa Lại giống như xuyên thẳng qua từng đạo tia sáng này Chính vào thời khắc này Hứa Thành một lần nữa nhìn thấy hai vị chấp kiếm giả kia. Nhìn nhìn khu vực sa mạc này chính là mục đích di chuyển lần này của hai vị chấp kiếm giả đó. Bây giờ, hai người bọn họ đang đứng trên vùng đất kết tinh. Ở bên trong từng đạo tia sáng, đang giao chiến cùng với một tồn tại không thể nhìn thấy ở bốn phía. Kiếm quang hiện lên khắp bốn phía, thành âm kinh người, từng luồng chấn động thuật pháp khuếch tán ra. Ở bên cạnh của bọn họ là một tiểu cô nương dị tộc đã từng nằm ở trên lưng của nữ chấp kiếm giả. Bây giờ dài băng màu đen che mắt của tiểu cô đường đã bị tháo xuống Nàng gần đầu Nhìn thẳng thức mặt trời Như có thể đốt cháy hết tất cả ở trên cao Trong con mắt của nàng tỏa ra ánh sáng vô cùng kỳ dị Hình như có thể hấp thu ánh nắng của mặt trời Khiến cho hai mắt của mình càng lúc càng sáng Hai cái xúc tu ở trên trán Cũng không ngừng chập trơn Họa chế ra một cái phủ văn Dung nhập vào bên trong hai mắt Nhưng quá trình này hiển nhiên không thể nào cắt đứt Cho nên hai vị chập kiếm giả kia Đang bảo hộ nàng mà thứ ngăn cản nàng hấp thụ ánh nắng là một loại tồn tại không thể nhìn thấy hình như chúng nó dung hợp lại cùng với ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy tia sáng ở khắp bốn phía lưu truyền kịch liệt hơn so với những chỗ khác cũng vặn vẹo nhiều hơn đó là quang quái trên phi thuyền từ huyền tượng tiên nhìn qua cảnh tượng này chậm rãi mở miệng ánh sáng có linh trí sẽ biến thành quang quái chúng nó phần lớn đều xuất hiện ở những nơi có ánh nắng nồng đậm Bản thân không có dấu vết nào cả Trên thực tế Bọn nó chính là ánh sáng Cho nên rất khó đối phó Cũng rất khó giết Chỉ có thể đợi đến lúc ban đêm phủ xuống Chúng nó mới có thể tiêu tán Trong lúc lời nói, nói của từ huyền tượng tuyên truyền ra Hai vị chấp kiếm giả ở trên mặt đất kia Rõ ràng đã sắp không địch lại Hình như bọn họ đã đánh giá thấp độ khó khăn Của cái nhiệm vụ này Bây giờ cả hai đều đã bị thương Hứa thành nhìn về phía đội trưởng Đội trưởng cũng nhìn hứa thành Tiên bối, người này đã từng trợ giúp chúng ta Đệ tử muốn giúp đỡ bọn họ Hứa thành cúi đầu về phía tử huyền thượng tiên Cần ta hỗ trợ không? Tử huyền ôn nhu nói Ta và đại sư huynh là được rồi Nếu như vẫn không phải là đối thủ Lại làm phiền tiền bối Hứa thành bình tĩnh mở miệng Sau khi tử huyền thượng tiên gật đầu Cả người của hắn liền nhoáng lên một cái Rời khỏi phi chu Đội trường ho khan một tiếng <laughs> ờ, Thật ra bây giờ tiền bối ra tay cũng từ huyền thượng tiên liếc mắt nhìn đội trưởng Đội trưởng có rút đầu lại Nhanh chóng bay ra Một trước một sau về hứa thành Vọt thẳng đến đại địa Chú ý thấy hai người bọn họ lao đến Hai vị chấp kiếm giả đang giao chiến Lộ ra ánh mắt cảm kích Trong đó vị chấp kiếm giả nam từng gặp qua hứa thành Ở ngách Hoàng Châu cũng nhanh chóng mở miệng Đã tạ hai vị đạo hữu Số lượng của đám quang quái này Bỗng nhiên nhiều hơn so với lần trước Chúng ta cùng làm nhiệm vụ này làm phiền nhị vị giúp chúng ta bảo hộ tiểu hài tử của bộ quang tộc này một chút hứa thanh gật đầu tốc độ tăng nhanh trong nháy mắt đã đến ngay khi vừa rơi xuống a liền cảm nhận được trong ánh nắng ở trước mắt có một tia sát cơ bắn vọt về phía trước hắn tốc độ vô cùng kinh người trong mắt hứa thanh lóe lên một tia sáng cấm độc đàn ở bên trong tòa thiên cung thứ ba chấn động đầu cấm lập tức tràn ngập toàn thân ngay sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương từ bên trong tia sáng ở trước mắt của hắn truyền ra tiếp theo liền có thể nhìn thấy có một nhúm ánh sáng hóa thành đèn nhánh đang nhanh chóng tiêu tán cảnh tượng này khiến cho ánh mắt của hai vị chấp kiếm giả kia lập tức lóe sáng cùng lúc đó bên đội trưởng cũng xuất hiện chỗ kinh người thân thể của gã lóe lên ánh sáng màu lam trong chốc lát vô tận băng hàn khuếch tán ra bên ngoài lực lượng băng hàn này cực kỳ đáng sợ bốn phía bị băng hàn bao trùm liên xuất hiện địa phương không có ánh sáng xuất hiện một địa phương đèn tối hình như băng hàn của gã có thể làm đông cứng cho tất cả ánh sáng ánh sáng là thứ có thể đóng băng lại được sau khi bọn chúng bị đóng băng liền không cách nào chảy xuôi không cách nào di động cứ giống như là tự nhiên mà thành vậy khiến cho khắp bốn phía hoàn toàn đèn tối không thể không nói trong nơi này lực lượng của băng hàn của đội trưởng quả thực vô cùng kinh khủng thậm chí còn vượt qua cả hứa thành hai người bọn hắn gia nhập cũng giảm bớt gánh nặng của hai vị chấp kiếm giả kia vì vậy rất nhanh nguy cơ nơi đây cũng được chậm rãi hóa giải đám quang quái ở bốn phía cũng cảm nhận được bọn họ khó chơi đồng loạt tản đi đa tạ hai vị đạo hữu hai vị chấp kiếm giả kia đều là kim đan tam cung lúc này nhìn qua hứa thành cùng với đội trưởng mặc dù cảm kích nhưng trong lòng vẫn khó tránh khỏi tồn tại một tia đề phòng đây là bản năng trong cái thế đạo này nếu không có cái bản năng đó nhất định sẽ chết rất sớm. Mà bây giờ trong lòng của vị nam tử đã từng gặp qua hứa thành vào đội trường ở ngách hoàng châu đang tràn đầy chấn động. Gã đã từng gặp qua thiên kiêu, gặp qua nhân tài kiệt xuất, nhưng gã vẫn nhớ kỹ lúc trước hai người ở trước mắt này chỉ là trúc cơ, thế mà bây giờ đã đạt tới một trình độ tương đương với mình rồi, và lại nhìn bọn hắn xuất thủ chiến lược rõ ràng lại còn mạnh hơn cả gã. Hôm ấy có ân tặng bảo Chúng ta cũng chưa nói lời cảm tạ Hôm nay cũng thuận tay làm Hứa thành chắp tay đạp lễ Nghiêm túc mở miệng ờ, Không sai, đúng rồi Ta và sư đệ cũng là chấp kiếm giả Nhìn thấy tự nhiên muốn hỗ trợ Đội trưởng cười lớn Nói ra thân phận của mình và hứa thành Nghe nói như thế Sắc mặt của hai vị chấp kiếm giả kia liền trở nên nghiêm nghị Tự thân lấy ra kiếm lệnh của mình Hứa thành và đội trưởng cũng tương tự lấy ra bốn thanh kiếm lệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ hai vị chấp kiếm giả kia nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng trở nên bình tĩnh lại sự đề phòng trong lòng cũng giảm nhiều tại hạ trần đình hào đây là nương từ của ta tôn lập oánh lần này đã tạ mọi người hai người đạo lữ chúng ta quả thực đã có chút chủ quan khi tiếp nhận cái nhiệm vụ này trần đình hào cảm khái sau đó lấy ra một cái khối ngọc giản đưa cho hứa thành chúng ta sẽ phân một nửa quân công của nhiệm vụ này cho các người chớ có cự tuyệt đây là phương thức kết giao của châm kiếm giả chúng ta. Mọi người đều là chiến hữu, cũng là quân tử chi giao. mắt thấy như thế, Hứa Thành và đội trường cũng không từ chối. Tiếp nhận Ngọc Giản. Sau đó bốn người đứng chờ đợi thiếu nữ bộ quang tộc hấp tù ánh nắng. Trong lúc này, hai bên cũng bắt chuyện với nhau. Hai người trần đình hào biết được hai người Hứa Thành đang muốn đi tới quận đồ để báo cáo. Mà Hứa Thành cũng biết được nhiệm vụ lần này của đối phương. Mộ quang tộc là một trong những bình hữu của nhân tộc thuộc về chủng tộc thiện ý hiếm thấy thiên phú của bọn họ là có thể dùng con mắt của mình để hấp thù ánh nắng sau đó đi tới khu vực không có mặt trời bán con mắt của mình cho nơi đó lần này đạo lữ hai người trần đình hào nhận nhiệm vụ hộ tống tiểu cô nương này tới đây hấp thù ánh nắng bởi vì ánh nắng ở nơi đây là nồng đậm nhất không lâu sau thì tiểu cô nương đã hoàn thành việc hấp thu lại nhắm mắt lại rồi buộc giải lụa màu đen sau đó cả người trở nên có chút suy yếu được đào lữ của trần đình hạo cõng ở sau lưng bởi vì bọn họ cũng phải quay về quận đô thế nên dưới lời mời của hứa thành cũng với đội trưởng hai người bọn họ đã lựa chọn cùng bọn hắn bước lên phi thuyền trên phi thuyền đào lữ hai người trần đình hào vừa tới liền bái kiến từ huyền tượng tiên rất là cung kính mà từ huyền tượng tiên cũng biểu thị rất hoan nghênh bọn họ gia nhập nàng cũng hy vọng hứa thành trước khi bước vào quận đô có thể kết giao nhiều bằng hữu chấp kiếm giả một chút nhưng mà tu vi của nàng rất cao đứng ở chỗ này nói chuyện cũng tạo thành áp lực rất lớn đối với đạo lữ hai người trần đình hạo cho nên sau khi tỏ ra hoan nghênh thì nàng liền trở lại bên trong khoang thuyền trước khi đi cũng tươi cười kêu hứa thành tới làm chủ nhân tiếp đại khách hai bên đều mang theo thân thiện ở cùng một chỗ tự nhiên rất vui vẻ trong khi phi thuyền bay về phía quận đô trần đình hào cũng gọi là có quà có lại giới thiệu kỹ càng về quận đồ Châu hứa thành cùng với đội trưởng quận đồ là trung tâm của phong hải quận trên cơ bản thế lực lớn của mỗi một châu đều thành lập phân tông ở trong quận đô nhưng bọn họ chỉ là tầng dưới chót nhất trong cả hệ thống của quận đô coi như là có 6 thế đội đi phía trên bọn họ chính là thế đội thứ 5 mà từng cái hệ thống nhà môn là do quận chế tạo phía trên nữa là thế lực ba đại tông môn do phong hải quận cùng với một số gia tộc bọn họ theo thứ tự là thái hư hóa yêu Tâm, thái cổ lôi mạch huyết hàn môn cùng với diêu hầu đạo phủ trong đó diêu hầu đạo phủ là đặc biệt nhất lão tổ sáng lập ra gia tộc này chính là nhân tộc chúng ta cũng đã từng là một trong 36 vị thiên hậu được huyền u cổ hoàng bàn cho chữ đạo do đó mới giúp cái gia tộc kia có thể tiếp tục kéo dài dùng xưng hô đạo phủ theo phi tuyển bay nhanh Giọng nói của Trần Đình Hạo Cũng dần dần trở nên vang vọng Bọn họ cũng cách quận đô càng ngày càng gần Trường 391 Đại Điều Thanh Cầm Trên thực tế khi trên đường đi Ngũ già đã từng nói một chút về sự tình Ở bên trong quận đô cho hứa thanh biết rồi Nhưng dẫu sao thì cũng không thể rõ Và trực quan bằng chính bản thân Chấp kiếm già ở trong quận đô được Với cả thông qua Trần Đình Hạo miêu tả Hứa thanh cũng hiểu biết sâu hơn Đối với thế lực ở bên trong quận đô Ví dụ như bên trong toàn bộ quận đô Có rất nhiều phân tông giống như là liên minh bát tông Những tông môn này ở trong từng quận châu của mình Đều là bá chủ một phương Nhưng khi ở trong quận đô Thì bọn họ đều phải cúi đầu Bởi vì ở phía trên của bọn họ Còn có tam đại tông môn còn mạnh hơn nữa Có thể nói là trong toàn bộ quận địa của Phong Hải quận Đây là ba tông môn mạnh nhất Cho nên bọn họ mới có thể xây dựng sơn môn ở bên trong quận đô trong chấp kiếm cùng có đông đảo đệ tử của Tam Đại Tông Cho nên từ trình độ nhất định mà nói Tam Đại Tông và chấp kiếm cùng gần như là nhất thể Tam Đại Tông môn hoàn toàn hỗ trợ bất luận quyết định gì của chấp kiếm cung Đây cũng là đạo sinh tồn của Tam Đại Tông ở bên trong phong hải quận Hai người đạo lữ chúng ta chính là đệ tử của Thái Cổ Lôi Mạch Trần Đình Hào mở miệng Dưới Trần Đình Hào lần lượt giới thiệu Hứa Thành cũng đã biết được nội tình của Diêu Phủ bọn họ có tư cách thế gia thiên hậu, có thể nói là một thế lực đẳng cấp tuyệt đối quyền quý. Mặc dù Diêu Thiên hậu năm đó đã vẫn lạc, nhưng đội tình của bọn họ vẫn còn. Dù Diêu gia đã bị bài xích ra khỏi Hoàng Đô Đại vực, nhưng ở trong phong hải quận, bọn họ vẫn là một cây đại thụ che trời, được đặt song song cùng với Tam đại tông môn. Nếu như so sánh với toàn bộ quận đô, vậy Tam đại tông môn cùng với Diêu gia chỉ được coi như là thế đội thứ tư. Phía trên Tam tông một gia, là hai đại ngoại tộc bọn họ chính là thế đội thứ ba tính cách của trần đình hào ngay thẳng nhất là khi biết hứa thành cùng với đội trưởng trước mặt đều là chấp kiếm giả thì lại càng như vậy gần như ngay khi biết được hai người bọn hắn cũng là chấp kiếm giả gã liền theo bản năng buông xuống hơn phân nửa cảnh giác đối với hai người điểm này hoàn toàn khác với hứa thành khi ở trong tông môn hai đại ngoại tộc là thánh ma tộc cùng với cận tiên tộc khi nói đến hai cái ngoại tộc này Biểu cảm của Trần Đình Hào có chút âm trầm Ánh mắt của Hứa Thành cùng với đội trưởng cũng đều ngưng tụ lại Mà ngũ già ở một bên hiển nhiên Cũng biết được điều này Nhưng đối với những đệ tử khác của Liên minh Bát Tông mà nói Từ trước tới giờ bọn họ đều không biết gì Về những thông tin đó Sau khi hai vị đạo hữu đi tới quận đô Nhất định phải cẩn thận hai cái ngoại tộc này Vị đạo lữ ngồi ở bên cạnh Trần Đình Hào Hất sợi tóc bị thổi loạn qua một bên tai nhẹ giọng mở miệng trong đó tộc nhân của thánh ma tộc trời sinh có hai khuôn mặt một trước một sau thoạt nhìn rất là quái dị đồng thời phần lớn đều có tâm tư thâm trầm về phần cận thiên tộc bọn họ cũng có chỗ tương tự như nhân tộc nhưng lại cực kỳ cao ngạo đặc điểm là tóc và lông mi đều có màu trắng thậm chí ngay cả con người cũng là như thế chiến lược rất kinh người hứa thành nhẹ gật đầu nhớ kỹ đặc điểm của hai cái đại tộc này Trần Đình Hào ngồi ở một bên cũng thở dài Ngoại trừ nhân tộc ta Hai đại ngoại tộc này chính là tộc quần mạnh nhất Ở bên trong phong hải quận rồi Cùng với nhân tộc chúng ta ở trên một quận Dưới một quận trường đại nhân cân bằng cùng với thỏa hiệp Bây giờ mới miễn cưỡng cùng tồn tại Nhưng mâu thuẫn cũng dần dần tăng lớn Nhưng tạm thời vẫn có thể khống chế Dẫu sao thì thánh lan tộc ở bên trong thánh lan đại vực Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phong hải quận chúng ta là một nơi duy nhất ở bên trong vực không bị bọn chúng nắm giữ loạn trong giặc ngoài đội trường ở một bên bỗng nhiên mở miệng không sai chính là loạn trong giặc ngoài trần đình hào nắm tay phải nện vào trên đùi của mình một cái bên trong phong hải quận là hai đại ngoại tộc dã tâm bừng bừng bên ngoài phong hải quận là thánh đan tộc với tầm ý tùy trung bất diệt luôn luôn muốn thôn tính chúng ta nếu không phải ánh chiều tà của nhân tộc vẫn còn sợ là phong hoài quận đã sớm bị bọn chúng nuốt chừng nhân tộc chúng ta chỉ có một vực bảy quận không thể để mất thêm nữa hứa thanh trầm mặc lúc trước hắn đã nghe nói rằng hiện giờ nhân tộc giống như là mặt trời lặn về phía tây vậy mà hắn bây giờ cũng cảm thụ qua điều này không nói những thứ này nữa về sau các ngươi đến quận đô sẽ có thể tự mình cảm nhận lại nói tiếp một chút về thế lực ở bên trong quận đô cho các ngươi bên trong quận đô Thay đổi thứ hai thuộc về ba cung Theo thứ tự là chấp kiếm cung Phụng hành cung và ti luật cung Chấp kiếm cung chúng ta nắm giữ tất cả những việc có liên quan tới chiến đấu Chiến đấu với ngoại tộc Truy bắt tội phạm nội bộ Đây đều là thuộc về trách nhiệm của chấp kiếm cung Về phần phụng hành cung Bên đó chịu trách nhiệm về tế tự Lễ nghi, giáo dục Tuyên đọc thánh trì của nhân hoàng Cùng với chịu trách nhiệm xét duyệt Còn cả trách nhiệm ghi chép những thay đổi lớn Của lịch sử nhân tộc ta mà ti luật cung thì chịu trách nhiệm thẩm phán với quy tắc pháp luật bọn họ có tu sĩ chấp pháp riêng của mình tất cả việc có liên quan tới pháp quy bọn họ đều có quyền giám sát nhân tộc có thượng nguyên ngũ bộ dưới huyền có chín bộ phận nhưng phong hoài quận dù sao cũng là quận chế cho nên nhiều năm qua cũng chỉ lập ra thượng nguyên tam bộ ở đây ba cung này đều là bộ phận của thượng nguyên Hơi thành biết rõ địa vị của chấp kiếm cung nhất định là một thế lực cực cao ở bên trong quận đô bây giờ nghe thấy chấp kim cùng thuộc về thế đội thứ hai cái này giống như với phán đoán của hắn mà hắn cũng đã có thể đoán ra được ai là người đứng ở phía trên ba cung giữ vị trí thế đội thứ nhất thế đội thứ nhất chính là quận trưởng biểu cảm của trần Hình hào nghiêm nghị bên ngoài đồn đại quận trường không quả quyết tính cách mềm mỏng thường xuyên thỏa hiệp nhưng trên thực tế trong lòng của chấp kiếm giả chúng ta ngoại trừ cung chủ ra người mà bọn ta tôn kính nhất chính là quận trưởng đại nhân quận trưởng đại nhân trấn thủ phong hải quận 800 năm mặc dù không có công khai phá mở rộng biên cương nhưng có thể cân bằng cả trong và ngoài hay sự cẩn trọng khiến cho phong hải quận vẫn nằm ở trong tay của nhân tộc ta 13 ba châu vẫn hoàn thiện như trước so với 6 quận khác từng bước từng bước mất đi các châu mà nói thì không thấy nhiều trần đình hào hít sâu nhìn hứa thành cùng với đội trưởng 800 năm qua, quận trường tổng cộng đã gặp phải 47 lần ám sát. Hứa Thành nghe đến đó thì liền thay đổi sắc mặt, đội trưởng cũng hít sâu một hơi. Trần Đình Hào thở dài, không nói tiếp về quận trường nữa, mà kể cho Hứa Thành và đội trưởng rất nhiều đặc sắc ở bên trong quận đô. Thời gian cứ như vậy trôi qua, nửa tháng sau. Theo vùng đất sa mạc dần dần trở nên thừa thớt, một mảnh thổ địa màu xanh chậm rãi chiếu vào trong tầm mắt của bọn người ở bên trong phi thuyền thả mất nhìn tới mặt đất đã trở thành bình nguyên sơn mạch không nhiều lắm mà dị chất ở trong này cũng rất mỏng manh linh khí rõ ràng dày đặc hơn không ít so với các khu vực khác bầu trời càng là một màu xanh lam nắng giáo sáng sủa hứa thành đứng ở trên đầu thuyền nhìn thiên địa xa xa một cỗ cảm giác thông thấu thàn nhân dựng lên nhất là hắn còn có thể nhìn thấy ở phía dưới mặt đất tồn tại rất nhiều những tòa thành trì nhưng ngay lúc này một chỗ ở phía dưới bọn họ trên mặt của những người sinh sống ở trong này hiện lên không ít nụ cười từ đó có thể nhìn ra những người này đang tràn đầy hy vọng đối với cuộc sống điểm này không hề thấy nhiều ở các chầu khác nơi mà những người phàm tục luôn phải vùng vẫy để sinh tồn đã đến khu vực của quận đô rồi trần đình hào cười mở miệng ở trong nơi này chúng ta có thể mượn nhờ bất kỳ một tòa truyền thống trận nào đi đến bên ngoài quận đô Phía trước không xa có một điểm truyền tống công cộng Chúng ta có thể đi vào nơi đó Trần Đình Hào chỉ ngón tay về phương xa Hứa Thành thuận thế nhìn lại Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo Trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia sáng Đội trưởng thì nhớ mày Đệ tử bốn phía cũng lộ ra một chút ngưng trọng Chỉ thấy phương hướng mà Trần Đình Hào chỉ Lúc này phía trên bầu trời Đột nhiên xuất hiện một mảnh mây màu xám cho Phạm vi của đám mây này cực lớn không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ cái thành trì này Mà bây giờ đám mây bồ xám trò kia đang gấp rút di chuyển Có thể nhìn thấy bên trong mây mù mơ hồ tồn tại một con đại điểu Bộ dáng của con đại điểu này cực kỳ quái dị Nó có ba cái đầu Mỗi một cái đầu đều thoạt nhìn rất là hung tàn dữ tợn Bụng rất lớn nhưng cánh rất nhỏ Bộ lông của trên người làm cho người ta có cảm giác rất lộn xộn Mà chân người lại có một cỗ chấn động thần tính kinh người Tràn ngập khắp thiên địa bốn phía trên móng vuốt của nó Hình như đang túm một thứ gì đó không nhìn rõ Bây giờ nó đang bay tới gần phi thuyền của đoàn người hứa thành Những nơi đi qua Từng trận gió bão nhấc lên Hóa thành từng chiếc vòi rồng kết nối thiên địa Khí thế tựa như cầu vòng Truyền tới một cỗ cảm giác mênh mông bát ngát Là thanh cầm tiền bối Trần Đình Hào sững sờ Thanh cầm tiền bối Là bằng hữu của vị quận trưởng đại nhân đời trước 800 năm trước khi quận trường tiên nhiệm trở về hoàng đô đã đưa lời mời tới vị này vị này chưa từng rời đi mà vẫn nghỉ ngơi ở bên trong phong hải quận chỉ thi thoảng bay ra lão nhận ra ngài chính là một dị chủng hồng hoang huyết mạch có thể truy lại đến thời đại cổ hoàng nghe nói tổ tiên của ngài cũng đã từng đi theo cổ hoàng ngay khi lời nói của trần đình hào truyền ra theo con đại điều tới gần lập tức có một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên trong bóng phút truyền ra Cứu ta, cứu ta Ta là chấp kiếm giả Ta đã từng được đại đế vấn tâm Phát sáng ra ánh sáng 60 trượng Giọng nói vô cùng thê thảm Bên trong hiện ra vẻ hoàng sợ nồng đậm Hứa thành nghe xong lên cảm thấy có chút quen tai Mà trong mắt đội trường thì lại lóe lên tia sáng Đây chẳng phải là ninh viêm sao Sau gã lại trở thành thức ăn rồi Tự nhiên hứa thành cũng nhìn thấy Hắn lựa chọn bỏ qua cái tên đã từng ra tay đối phó với mình này nhưng Trần Đình Hào ở một bên vừa nghe thấy Ninh Viêm nói xong liền vội vàng bay lên trên không Chắp tay cúi đầu về phía Thanh Cầm Cất cao giọng mở miệng Thanh Cầm đại nhân bớt giận Ngài có thể chờ ta điều tra rõ một chút Xem người này có phải thật là thành viên Của chấp kiếm giả chúng ta hay không Nếu thật mà nói Kính xin Thanh Cầm đại nhân giờ cao đánh khẽ Hứa thành kỳ quái liếc mắt nhìn Trần Đình Hào Đội trưởng bên đó cũng giống như thế Lại nhìn Hứa thành một chút không quen biết nhưng chỉ về nói một câu chấp kiếm giả liền vội vàng lau giả giúp đỡ đội trưởng chưa từng nói ra những lời này nhưng hứa thành chỉ nhìn qua ánh mắt của gã liền hiểu ra hàm nghĩa ở bên trong vì vậy cũng lâm vào trầm ngâm về sau các người cũng có thể như vậy đạo lữ của trần đình hào giống như đoán được suy nghĩ của hai người hứa thành nhẹ giọng mở miệng sau đó cũng bay lên không trung đứng ở bên người trần đình hào tương tự bái kiến đại điểu ở phía trước Đội trưởng lập tức cảnh giác Gã cảm thấy có lẽ những vị chấp kiếm giả khác Đều là như thế này Nhưng nếu như gã gặp phải nguy hiểm Rồi báo rằng mình từng vấn tâm phát ra ánh sáng một trường Vậy cũng không nhất định sẽ có người tới cứu gã Cho nên dọc đường theo con đường này Gã cũng không nói chuyện nhiều lắm Chỉ sợ bị người ta hỏi tiếp việc đại đế vấn tâm Bây giờ từ huyền tượng tiên Cũng từ bên trong khoang thuyền đi ra Đứng ở bên người hứa thành Ngóng nhìn đến bầu trời Trong lòng cũng có chỗ đề phòng trên bầu trời theo đạo lữ hai người trần đình hào bái kiến đại điều ở trên không trung quanh quần một vòng Bà cái đầu người sáu con mắt đào qua trên phi thuyền giống như đang xác định cái gì đó sau đó mới buông bóng vuốt ra ninh viêm kêu thả một tiếng cả người rơi xuống lập tức được trần đình hào tiếp được lục mang về phi thuyền đại điều trên bầu trời bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu khó nghe sau đó liền giang đôi cánh nhỏ đạp vào mây xanh màu xám bay ra Tại sao ta lại cảm thấy vừa nãy hình như nó đã liếc mắt nhìn ta nhỉ? Đội Trường ngạc nhiên, Ngô Kiếm vù ở một bên cũng nhanh chóng gật đầu, trong mắt lộ ra một tia hoảng hốt, đáy lòng thầm nghĩ. Ta nghĩ rằng nó đang nhìn ta, chẳng lẽ là nó cảm nhận được khí chất huyền u cổ hoàng ở trên người ta à? Với thành đứng im trầm ngâm. Bây giờ, Trần Đình Hào đỡ theo Ninh Viêm, muốn hỏi thân phận của gã, thì tạm thời Ninh Viêm vẫn còn chưa tỉnh táo bỗng liệu mặt thấy đội trưởng cùng với hứa thành ánh mắt của gã lập tức trợn lên cả người run rẩy một lần nữa rằng co hình như không muốn đi tới trần đình hào có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người hứa thành các người quen biết quen biết tên tiểu tử này cũng là người ngánh hoàng châu chúng ta là chuẩn chấp kiếm giả lần này tới đây để xét duyệt đội trưởng tươi cười mở miệng trong khi nói không quên nhấn mạnh trọng âm và chữ chuẩn trần đình hào nở nụ cười buông tay ném ninh viêm lên trên thuyền hứa thành lạnh lùng quét mắt qua ninh viêm ninh viêm lại càng rút rẩy lợi hại hơn đáy lòng cũng vô vàn bì phẫn gã thật vất vả mới tới được nơi đây kết quả vừa mới tới liền gặp phải con đại điều không giảng đạo lý một phát đã chộp được gã lại bây giờ tuy đã thoát hiểm nhưng nghìn không nên vạn không nên lại gặp ngay người có thù tất báo là hứa thành lúc này trong khi đáy lòng của gã vô cùng khẩn trương Gặp bỗng nhìn thấy từ huyền tượng tiên ánh mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh liệt bỗng nhìn chạy tới phù một tiếng quỷ xuống lớn tiếng mở miệng lão tổ giúp cuộc đệ tử cũng tìm được ngài chương 392 trăm bình sĩ ninh viêm đột nhiên quỳ xuống một cái khiến mọi người xung quanh vô cùng ngạc nhiên từ huyền tự tiên lạnh nhạt nhìn gõ một cái bộ dáng giống như nhìn mãi cũng thành quen rồi huyền u tông à lão tổ sáng suốt Đệ tử chính là tu sĩ huyền U Tông Lúc còn ở trong tông môn Đã vô cùng ngưỡng mộ lão tổ Của toàn bộ 3.700 huyền U Tông Ở trong anh Hoàng Châu Thần sắc của đội trưởng trở nên cổ quái với thành nhíu mày Nhớ tới đặc biệt của huyền U Tông Bởi vì huyền U Cổ Hoàng Cho nên số lượng huyền U Tông rất nhiều Đủ loại tông môn lớn nhỏ Phàm là có hơi chút dính dáng với huyền U Cổ Hoàng Đều sẽ xưng là huyền U Tông giống như lúc đầu hứa thành và đội trưởng từng thấy một cái huyền u tông ở bên trong thái tư độ ách sơn vậy mà ninh viêm này hiển nhiên cũng là như thế dù sao thì gã có tu hành công pháp của huyền u tông hay không thì từ huyền tượng tiên vừa nhìn làm liền biết được ngay coi như là niệm tình cùng trung hương khói từ huyền nhẹ gật đầu để cho gã có thể đồng hành theo ở trên thuyền ninh viêm hoảng hốt trong lòng gã không muốn đi theo trên thuyền nhưng cũng không dám cự tuyệt chỉ có thể kiên trì trốn ở một góc nơi hẻo lánh không dám nhìn tới hứa Thành đầy lòng lo lắng không yên không khác gì chim sợ cảnh cong hứa Thành liếc mắt nhìn qua chuẩn bị tìm lúc không có người lại đi tính toán cùng với đối phương nhưng trong mắt của đội trưởng lóe lên tia sáng đi vài vòng quanh ninh viêm vẻ mặt căng thẳng bộ dáng cảm thấy rất hứng thú hỏi gã một câu này tiểu tử người có điểm gì là là rõ ràng là bị đại điều bắt lâu như vậy thế mà lại không chết thương thế cũng không nghiêm trọng trần trần sư huynh khi ta còn bé huyết mạch đã phản tố tất cả là do lực lượng phòng hộ của huyết mạch ninh viêm nhanh chóng giải thích đội trưởng nghe thấy lời này liếm liếm bờ môi cười lớn đi lên ôm cổ ninh viêm thấp giọng mở miệng người không cần sợ hứa thanh ta là đại sư huynh của hắn có lẽ người đã từng nghe qua lời đồn kia khi ở thái sơ lý u thành rồi đúng không hứa thanh cực kỳ tôn trọng ta ta nói với người này Tất cả những lời đồn kia đều là sự thật đấy Về sau ngươi chỉ cần nghe ta là được Ngươi là huynh đệ của ta Như vậy chính là huynh đệ của hứa thành Giữa huynh đệ thì cái gì trọng yếu nhất Tình nghĩa chứ còn cái gì nữa Ngươi nói có đúng không Ninh viêm không dám nói không Vội vàng gật đầu Hứa thành liếc mắt nhìn đội trưởng Hắn cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc Hình như đã từng gặp quà trên người nào đó rồi Vì vậy liền nhìn qua ngô kiếm vù đứng ở bên cạnh Ngô kiếm vũ cũng ngẩn người Nghĩ tới những gì mình đã từng gặp phải Đồng cảm nhìn ninh viêm Đội trưởng vẫn còn đang lửa gạt Phi thuyền vẫn còn đi tới phía trước Lúc này đã cách điểm truyền tống Mà Trần Đình Hào chỉ không xa Trên thực tế Chỗ đó cũng là một điểm truyền tống cuối cùng Ở bên trong lộ tuyến của Liên minh Bát Tông Sau lần truyền tống này Chúng ta sẽ đi tới quận đô Hứa thành Ta vừa mới hỏi thăm mấy vị hào hữu Ở bên trong cũng một chút Thế mới biết được Người vậy mà lại là người nhận được tia sáng vạn trượng Trần Đình Hào chấn động nhìn hứa thành Lục chiếc gã ra ngoài làm nhiệm vụ rất lâu chưa từng trở về Trong khi đến gần phạm vi của quận đô Mới có thể sử dụng ngọc giản truyền âm Ta còn rất nhiều chỗ không biết Nếu như tương lai có chỗ nào làm không ổn Mong rằng Trần Đại Ca nhắc nhở tất một chút Hứa Thành lộ ra biểu cảm chân thành chắp tay mở miệng Nhất định rồi Hứa Thành Ngươi là người nhận được ánh sáng vạn trượng đây là thứ mà phong ngoài quận chúng ta chưa từng có qua. Người biết điều này đại biểu cho cái gì không? Trong mắt Trần Đình hào hiện lên sự hâm mộ, nhưng bên trong lại không có một tia ghen ghét nào. Vỡ Thành lắc đầu. Điều này đại biểu, người chính là người có thể tiến nhiệm nhất. Đại biểu nội tâm của người rất đoàn chính, cũng là thứ trợ giúp cực lớn đối với việc nhậm chức của người. Trần Đình hào cảm khái. Nhậm chức. vớ Thành biết rõ, lần này hắn đến đây chính là để nghe an bài nhậm chức nhưng cũng không biết cụ thể ra sao vì vậy liền hỏi thăm một chút dựa theo quy củ chấp kiếm giả mới phải nhậm chức ở bên trong quận đô tròn 3 năm sau đó mới có thể ra ngoài lần này các người đến đợi sau khi tuyên thệ sẽ được ăn bài nhậm chức chức vị khác biệt thu hoạch quân công cũng không giống nhau cho nên chức vị rất là trọng yếu dù sao đối với chấp kiếm giả chúng ta mà nói tất cả mọi thứ đều không ly khai khỏi quân công mà bên trong chấp kiếm cung có rất nhiều chức vị các loại chức vị tuần trà cùng với trà xét là thu hoạch quân công dễ dàng nhất. Còn có tình báo cùng với chấp pháp cũng là thu hoạch tạm tạm. Nhưng nếu nhận được các loại chức vị nội vụ thì cơ hội thu hoạch quân công thì lại ít hơn nhiều. Mặt khác còn có một chức vụ đặc thù, thu được càng nhiều thêm quân công hơn nữa. Nhưng trong này lại không tuyển chấp kiếm giả mới tấn chức. Lão nhân cũng không thể xin được. Toàn bộ những chấp kiếm giả được nhận chức vị này đều là cung chủ dùng pháp chỉ đặc tuyển. Trong mắt Trần Đình Hào lộ ra một tia say mê Cần phải có xuất thân cực kỳ sạch sẽ Cộng với tâm tư thuần túy mới có thể đảm nhiệm Hứa Thành có chút tò mò nhìn Trần Đình Hào Đó chính là binh sĩ Binh sĩ Hứa Thành kẽ giật mình Đúng, binh sĩ Binh sĩ của hình ngục ti Chút nữa người đến quận đồ sẽ biết Một trong thứ đặc sắc nhất của quận đô Chính là ngục giam vạn tộc Trần Đình Hào nở nụ cười Trên mặt cũng hiện lên một tia tự hào Chính là nơi hình ngục ti giam giữ hung ta Bên trong đều là hung đồ từ xưa đến nay Của tất cả vạn tộc Cũng có quỷ dị Nơi đó là toàn ngục giam lớn nhất Ở bên trong toàn bộ phong hải quận Phạm nhân bên trong phần lớn là người giết chóc ngập trời Hung tàn tột cùng Nhưng cuối cùng khi nghe thấy bình sĩ Đều phải biến sắc Bởi vì tất cả người của hình ngục ti Đều tự xưng rằng mình chỉ là một người binh sĩ vì vậy liền có cái kiến giải binh sĩ này Bọn họ chấn nhất tất cả hung ta Trần Đình Hào nói đến đây Vẻ say mê trong mắt càng đậm Cũng hóa thành khát vọng Tông ta có một lão tổ Năm đó được cung chủ đặc tuyển trở thành binh sĩ Đáng tiếc Nhiều năm trước lão nhân ra người bởi vì chuyện công mà hy sinh Nói đến đây Trần Đình Hào lắc đầu Nhưng mà hứa thành người không thể nào đi hình ngục ti Mặc dù binh sĩ đặc thù Nhưng người lại càng đặc thù Chập kiếm giả nhận được ánh sáng vạn trượng Thì chắc chắn là hy vọng của nhân tộc chúng ta Có khi sau này ta nhìn thấy người Sẽ phải cầm kiếm hành lễ Hứa ừ, thành nhìn qua thiên địa phía xa Thật ra hắn không quan tâm đặc biệt Tới việc nhậm chức cho lắm Sau khi đi tới khu vực quận đô Khi nhìn tất cả mọi người ở đây Trong lòng của hắn cũng càng lúc càng trở nên phức tạp hơn Vì vậy liền nhẹ giọng mở miệng Trần đại ca Chiêu Hà Sơn có ở đây không? Chiêu Hà Sơn? Trần Đình Hào liếc mắt nhìn Hứa Thành. Chiêu Hòa Sơn nằm ở bên trong Chiêu Lộ Châu, là một trong ba châu cách quận đô gần nhất. Chỗ đó từ sớm trước kia đã trở thành nơi thí luyện của chấp kiếm cùng chúng ta, không cho phép người ngoài bước vào nửa bước. Nếu chấp kiếm giả muốn đi, vậy cần tiêu hào quân công nhất định mới có thể. Tốn không ít quân công, bởi vì nơi đó là tầm cung của một cái mặt trời viễn cổ, đồng thời cũng là nơi cái mặt trời kia vẫn lạc. Thi thoảng sẽ có lưu quang trước khi vẫn lạc của cái mặt trời kia xuất hiện tràn ra từ trong tuế nguyệt trường hà lập lòe ở trong đó mỗi một đạo lưu quang trước khi vẫn lạc đều ẩn chứa đạo vận bản thân nó lại càng là tài liệu đỉnh dài để luyện khí luyện đan số lượng rất ít mỗi một đạo xuất hiện đều được ghi chép ở bên trong hồ sơ ánh mắt hứa thành ngưng tụ nhìn thì như bình tĩnh nhưng trong lòng lại có từng gợn sóng kịch liệt lên xuống đây là lần đầu tiên hắn nghe được thông tin kỹ càng và chi tiết như vậy về chiêu hà sơn Trần Đình Hào cũng không hỏi tại sao Hứa Thành lại cảm thấy hứng thú đối với Chiêu Hà Sơn Mà chỉ nhắc nhở một câu Nếu người muốn đi vào Chiêu Hà Sơn Vậy phải cố gắng tích lũy quân công Hứa Thành gật đầu Thời gian không lâu sau Trong lúc bọn họ nói chuyện với nhau Thì phi thuyền đã bay tới điểm truyền thống trận Theo tử huyền thượng tiên tiêu sái đi ra Theo phi thuyền dừng lại Hơn 100 tu sĩ lần lượt họa xuống mặt đất Trên mặt đất là một tòa truyền thống trận cổ xưa Với tạo hình tế đàn Phạm vi rất lớn toàn thân là một màu nâu đen có thể thấy từng đạo vết tích giải giao thoa chớp động từng đạo tia sáng giao nhau bốn phía có chấp kiếm giả thủ hộ hiển nhiên bọn họ cũng quen biết cùng với trần đình hào sau khi nhìn thấy liền chào hỏi rất vui vẻ thậm chí còn có mấy người tiến lên ôm trần đình hào một cái loại cảm tình thân thuộc lẫn nhau này khiến cho hứa thành có thêm càng nhiều nhận thức hơn nữa về chấp kiếm giả rất nhanh dưới những chấp kiếm giả này ăn bài một đoàn người lên mình bắt tông đi vào bên trong truyền thống trần dưới tia sáng động trời lập lòe bọn họ hoàn thành một lần truyền thống cuối cùng trong chuyến đi lần này lúc xuất hiện đã ở bên ngoài quận đô ngày một khắc khi bóng dáng đám người bọn họ xuất hiện một pho tượng kinh thiên động địa lập tức chiếu vào trong mắt của mọi người đó là pho tượng của hề vũ của hoàng Mình mông kinh người giống như có thể chống đỡ thiên địa nó quá lớn so sánh với nó thì mọi người tựa như là bụi bặm vậy Thậm chí nếu là hạng người phàm tục nhìn tới Cho dù có cố gắng ngẩng đầu nhìn lên Thì cũng không thể nhìn thấy rõ toàn bộ pho tượng Nó đứng sừng sững ở trên mặt đất Đỉnh đầu ở bên trên bầu trời Tầng mây mỏng manh vườn quanh phần eo của nó Tù sĩ cần hết sức gương mắt Mới có thể có khả năng miễn cưỡng nhìn ra Phó tường có tạo hình giơ hai tay lên Giống như đang ôm tiết địa Mà giữa hai tay của phó tường Bất ngờ có một tòa thành treo lơ lửng ở trên bầu trời Đây chính là quận đồ Diện tích của tòa thành trì này phải lớn gấp mấy lần thành trì của liên minh bát tông Trong đó là vô tận ánh sáng tầng đạo ánh sáng lấp lánh hóa thành một biển ánh sáng Bốn phía còn nổi lơ lửng ba tòa cung điện nhỏ hơn một chút Mặc dù không to bằng quận đô Nhưng nếu đặt bất luận một cái cung điện nào ở dưới mặt đất Cũng đều không khác gì một con quế vật khổng lồ cả Ba cùng một thành Rõ ràng hiện ra trong mắt hứa thành Khiến cho tâm thần của hắn chấn động những thứ càng làm cho trong lòng của hắn dấy lên gợn sóng cực lớn Đó là mặt đất Ở phía dưới quận đồ đang treo lơ lửng trên bầu trời Ngay dưới chân của pho tượng cổ hoàng Là một mảnh đất bóng loáng như là mặt kính Mà bên dưới mặt kính Là một tòa ngục giam siêu cấp Được xây dựng ở sâu trong lòng đất Phía trên của ngục giam Là mặt đất giống như mặt kính Trạng thái trong suốt Nếu như đứng ở trên không cúi đầu có thể nhìn thấy Trong lòng đất có vô số tầng Giống như là vực sâu vậy Chỗ đó chính là hình ngục tì theo như lời của Trần Đình Hào nói lúc trước, là tòa ngục giảm lớn nhất ở trong phóng hải quận. Mà ở giữa tòa ngục giảm dưới mặt đất cùng với tòa thành treo lơ lửng ở trên không, giữa không trung của hai nơi này là một thanh đồng cổ kiếm khổng lồ đang nổi lơ lửng. Một thanh kiếm với khí thế mênh mông dồi dào, kinh thiên động địa, kiếm quang rực rỡ, bát phương có thể thấy được. Thân kiếm có khắc một chữ nguyên, đây rõ ràng là một thanh kiếm của chấp kiếm giả nó trôi nước lường trong hư không phía trên là thành trì phía dưới là ngục giam thân kiếm chậm rãi chuyển động tràn ra uy áp kinh khủng khó có thể hình dung được trên thủ quận đô dưới trấn hình ngục thế này vẫn chưa hết dưới mặt đất vẫn còn có một kiến trúc hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người lên mình bát tông đó là từng tòa kiếm các ngũ giác được xây dựng vườn quanh ngục giam những tòa kiếm các vườn quanh từng vòng vị trí cực kỳ chỉnh tề nhưng chiều cao lại không đồng nhất Tòa cao nhất sắp tiếp cận độ cao của quận đô Thấp thì lại chỉ có mấy trường Cao thấp không đều Số lượng rất nhiều Cỡ hơn 10 vạn Mỗi một tòa đều cách nhau ngàn trường Tạo thành từng vòng từng vòng Không sai biệt lắm khoảng hơn 10 vòng Những tòa kiếm các kia là khi toàn bộ chấp kiếm giả mới tới tấn chức ở quận đô phong hải quận đưa tin bỏ số linh kiếm của mình ở chỗ này khiến cho nó hình thành một tòa kiếm khác cũng là chỗ cư trú ngày bình thường của chấp kiếm giả chấp kiếm giả không chết kiếm các không tiêu tan nếu như có người chết trận sẽ phải dùng nghi thức đặc biệt do chấp sự tuyên đọc mới có thể tiêu tán hoàn nghênh các người tới quận đô đi đến tổng bộ của chấp kiếm giả trong phong hoài quận trần đình hào cười lớn cúi đầu về phía mọi người và hứa thành vốn định rời đi nhưng gã phát hiện người của Lê minh bất tông hình như là đang đợi ai đó cho nên gã không có rời khỏi mà phụng bồi mọi người cùng nhau chờ đợi Lê minh bất tông hoàn toàn chính xác đang đợi người Bọn họ đợi người của phân tông đi tới tiếp đón. Một mặt là từ huyền tự tiên đích thần đến. Một mặt khác là quận đồ cũng không phải có thể tùy ý đến. Cần phải có người tiếp dẫn mới được. Nguyên bản dựa theo ước định. Người của phân tông phải tới từ sớm rồi mới đúng. Nhưng hôm nay bọn họ đã chờ được một lát rồi mà vẫn không thấy đệ tử của phân tông xuất hiện. Trong ánh mắt của từ huyền tự tiên lộ ra một tia sáng âm u. Nàng đã dùng ngọc giản truyền âm rồi nhưng không hề thu được chút hối âm nào. Hắn là đại xảy ra vấn đề Ngũ già đứng ở bên người từ huyền tượng tiền trầm thấp mở miệng Tù sĩ đồng giữ phân tông không phải là người có cấp độ lão tổ Cho nên chắc chắn không thể nào dám để từ huyền tượng tiên chờ Cũng không dám có lá gan này Nhưng đến tận bây giờ lại không hề xuất hiện tiếp đón Như vậy chỉ có một câu giải thích Phân tông đã xảy ra chuyện Ánh mắt Thứa thánh ngưng tụ Vừa mới đến đã xuất hiện loại chuyện này hiển nhiên việc này không thể dùng sự trùng hợp để giải thích nữa rồi nhằm vào chúng ta hứa thành nhắm mắt lại trong mắt của đội trưởng công lộ ra ánh sáng âm lạnh hai người nhìn nhau một cái Hết chương 392 trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh hay chỉ đơn giản là sách quảng cáo cảm ơn và hẹn gặp lại